Chào bạn. Bạn đang nghe audio chuyên mục tình yêu và giới tính trên website mạng y tế vn anh chỉ nói yêu. Khi hai đứa chung chân anh và em đã đi quá giới hạn. Em biết điều đó là sai nhưng không hiểu sao vẫn dại khờ lao vào những cuộc vui cùng anh. Ảnh Minh Họa, em năm nay tròn 21. Số tuổi cũng lưng chừng với cuộc sống. Đủ để hiểu nhiều về cuộc sống như thế nào để rút ra bài học cho bản thân nhưng sao chuyện tình cảm em không thể rút ra bài học mà cứ tự rút dao đâm mình chưa bao giờ em nghĩ mình lại lăng nhăng đến như vậy một năm thôi mà sao em có thể quen đến ba người nhưng chỉ có hai người em coi đó là tình cảm còn người còn lại chắc có lẽ là thương hại đôi lúc em cũng chẳng biết ai là người thương mình hay đáng để mình thương em cũng không thể tin được ai vì em còn chưa tin em nữa mà nhưng thật sự trái tim em mách bảo là chỉ muốn gần bên một người mà cả hai đều nghĩ chẳng bao giờ là của nhau. Thỉnh thoảng chúng em cũng đi quá mức em vẫn biết đó là sai nhưng sao lại ngu ngốc đâm đầu vào. Rồi em toàn suy nghĩ tiêu cực tự buồn, tự trách bản thân. Muốn đứng trước mặt anh hỏi một câu duy nhất. Anh chỉ yêu em khi chúng mình đắm cùng chăn và làm loạn thôi đúng không? Chấm. Nhưng cổ họng chẳng cho phép phát ra âm em quá ngây thơ và bên cạnh anh rất dại khờ đúng không anh? Hay em là một người con gái không xứng bên anh? Em muốn có một kết thúc chuyện của hai đứa nhưng tim vẫn còn hình bóng anh bà tay cứ kéo anh lại. N. T. D. 75 nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.